Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, 9 tháng năm nay, số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trung tâm giảm hơn so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến tỉnh chiếm 3%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc khám chữa bệnh cho hơn 190.000 lượt bệnh nhân, giảm 0,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Số bệnh nhân điều trị nội trú gần 4.800 lượt bệnh nhân, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên điều trị chiếm 14%, tăng 3% so với cùng kỳ. Bệnh nhân phải chuyển tuyến, chủ yếu mắc các bệnh lý như đục thủy tinh thể, đa chấn thương, các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, bệnh sốt xuất huyết nặng,